Xin kính chào các anh chị đang theo dõi hội nghị khoa học thường niên Hội Hóa học Việt Nam 2021. Thì trước tiên xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức hội nghị đã mời tôi trình bày cái chủ đề hen một năm nhìn lại, hay là trong từ tiếng Anh được gọi là Asthma A Year in Review. Thì trong bài trình bày hôm nay thì tôi sẽ nói những cái gì mới nhất liên quan tới bệnh hen xảy ra trong 2020-2021. Thì đầu tiên cái vấn đề nổi bật nhất là vấn đề COVID, thì sẽ trả lời câu hỏi là hen nó có liên quan tới bệnh COVID nặng hay không. Rồi cái thứ hai là sẽ nói về các biện pháp cải thiện tu thú điều trị hen bởi sử dụng thuốc điều trị duy trì, làm sao chúng ta sẽ cải thiện được cái tình trạng điều trị duy trì cho bệnh nhân. Thứ ba sẽ nói về cái tình trạng là sử dụng quá mức thuốc giải phóng quản tác dụng nhanh hay là SAPA thì nó có thể liên quan tới kết cục xấu của bệnh hen. Rồi tôi sẽ nói về các bằng chứng về các liệu pháp điều trị hen nhẹ. Rồi từ những bằng chứng đó sẽ đưa ra các khuyến cáo của China 2021 là có những cái thay đổi nào nổi bật. Và kế đến tôi sẽ nói về cái tóm tắt điều trị hen nặng theo ATS và EIS 2020. Thì cái tóm tắt điều trị hen nặng đó nó dựa trên những cái bằng chứng nào, bằng cách tôi sẽ cung cấp cho các anh chị những thông tin liên quan tới cái liệu pháp bộ ba cho điều trị hen trung bình tới nặng, và cuối cùng tôi nói về cái kháng thở đơn dòng trong điều trị hen nặng. Thì Việt Nam chúng ta vừa trải qua cái đợt dịch COVID rất là nặng nề, thì một vấn đề đặt ra là bệnh nhân hen thì có phải là yếu tố nguy cơ gây ra COVID nặng hay không, thì câu trả lời nhanh là không. Chỉ có những bệnh nhân hen nào mà phải sử dụng corticoid uống kéo dài thì mới có thể có nguy cơ là bị COVID-19 nặng. Còn những bệnh nhân hen thông thường được điều trị duy trì tốt thì hầu như không tăng nguy cơ bị COVID nặng. Thì ở đây là một cái báo cáo được công bố cũng trong năm 2021, và họ cho thấy rằng ở tại Brazil thì họ coi cái tỷ lệ mà nhập viện vì đợt cấp của hen vào năm 2019 là cái cột màu đen như thế này, và trong tháng 4 năm 2020 là cái thời điểm mà dịch COVID nó bùng phát mạnh mẽ ở tại Brazil, thì thấy là cái tỷ lệ mà nhập viện trong cái đợt bùng phát của COVID nó lại thấp hơn so với trước khi có COVID. Và thì có nghĩa rằng là hen có thể không phải là một yếu tố nguy cơ làm cho bệnh COVID nặng, mà thường thì bệnh nhân hen họ biết cách để phòng tránh những cái bệnh mà lây truyền qua đường hô hấp, hoặc là họ do những cái biện pháp mà mang khẩu trang rồi giãn cách xã hội, từ đó nó làm giảm nguy cơ bị nhiễm những cái virus hô hấp, từ đó cũng giảm nguy cơ bị nhập viện vì đợt cấp của hen. Và người ta còn nhận thấy rằng là nếu mà bệnh nhân hen thì thường là nó có cái thụ thể ACE2 nó lại thấp hơn những người không bị hen, cho nên là nó giảm sự xâm nhập của virus COVID vào trong tế bào. Hoặc là bệnh nhân hen họ dùng corticoid đường hít thì người ta nhận thấy đó cũng là một trong những cái nó làm giảm sự xâm nhập của virus COVID vào tế bào, hoặc là nó giảm đáp ứng viêm, cho nên là nó làm cho bệnh COVID có thể nhẹ hơn. Thì đây là một những thông tin để mấy chị thấy rằng là mặc dù hen được xếp vào cái yếu tố mà nguy cơ làm COVID nặng, nhưng mà chủ yếu là hen phải dùng corticoid kéo dài, đường uống kéo dài mà thôi, còn những cái thể hen khác thì nó không tăng nguy cơ nặng. Thì đây là một cái thông tin chúng ta cần phải chú ý. Thứ hai là cái vấn đề mà bệnh nhân hen thường không sử dụng thuốc ngừa cơn, thuốc duy trì một cách đúng đắn, và thường họ sẽ bỏ trị. Thì chúng ta phải làm sao để làm tăng cái khả năng bệnh nhân sử dụng cái thuốc duy trì cho tốt, bằng cách là ở đây là một cái nghiên cứu cũng vừa công bố trên tạp chí Hội Hô hấp Châu Âu. Thì họ sử dụng một cái dụng cụ gắn vào cái bình hít thuốc duy trì, trong trường hợp này là dụng cụ Ejecta, và hoặc là ở trên cái bình hít salbutamol họ cũng gắn vào một cái sensor để nhận biết là khi nào bệnh nhân kích hoạt cái dụng cụ hít đó và bệnh nhân dùng như thế nào, rồi sau đó nó gửi dữ liệu về điện toán đám mây và từ đó phản hồi cho bệnh nhân hoặc là bác sĩ. Thì cái nghiên cứu này họ cho thấy rằng nếu mà
gửi những thông tin đó về phản hồi cho bác sĩ, cho bệnh nhân, thông tin mà sử dụng thuốc phòng ngừa đó về cho bệnh nhân thì gọi là cái nhánh số 1, và gửi vừa thông tin cho bệnh nhân và cho bác sĩ là nhánh thứ hai, rồi vừa gửi cái thông tin mà ngừa cơn và cắt cơn cho bệnh nhân thì nhánh số 3, và thông tin vừa ngừa cơn và cắt cơn cho bệnh nhân và bác sĩ là nhánh số 4, và nhánh số 5 là không có gửi thông tin gì phản hồi. Thì coi thử so sánh năm cái nhánh đó thì cái nhánh nào sẽ sử dụng cái thuốc ngừa cơn nhiều hơn. Thì đó là cái nhánh số 5 là không được phản hồi, thì 70% bệnh nhân có sử dụng thuốc ngừa cơn trong 6 tháng và nó giảm dần theo thời gian. Trong khi đó những cái nhánh can thiệp, đặc biệt là cái nhánh mà có gửi thông tin phản hồi về việc bệnh nhân có sử dụng thuốc ngừa cơn hay không, là nhánh số 1 là màu xanh dương như thế này, là nó khoảng là 80 mấy gần 90% và nó duy trì qua 6 tháng. Như vậy thì bất kỳ cái can thiệp nào, đặc biệt là mình sử dụng cái công nghệ thông tin gửi phản hồi là bệnh nhân có dùng thuốc hay không, thì cũng cải thiện được khả năng bệnh nhân sử dụng thuốc ngừa cơn. Như vậy thì trong tương lai chúng ta phải nghĩ tới việc sử dụng công nghệ thông tin để mà tăng khả năng tuân thủ điều trị cho bệnh nhân hèn. Thì đó là cái nghiên cứu mới vừa công bố trên tạp chí Hội Hô hấp châu Âu. Và một cái nghiên cứu khác về việc mà sử dụng cái thuốc Saba ở nhiều quốc gia, ví dụ đây là một nghiên cứu hơn 8.000 bệnh nhân trong 24 quốc gia và 5 châu lục, họ cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân sử dụng ít nhất 3 cái bình hít Saba trong một năm đó thì khoảng 38% cho toàn bộ bệnh nhân hen, và hơn 10 bình hít là khoảng 18%, mà một khi sử dụng hơn 3 bình hít là nó sẽ tăng nguy cơ nhập viện hoặc là tử vong, còn 10 bình hít thì càng nặng hơn nữa. Và đặc biệt cái tình trạng mà sử dụng Saba nhiều là xuất hiện ở bệnh nhân hen nhẹ, nó tới khoảng 46% là sử dụng hơn 3 bình hít, còn hen trung bình cho tới nặng thì khoảng 36%. Như vậy thì việc sử dụng bình hít Saba, tức là chỉ sử dụng thuốc cắt cơn nhiều là nó tương đối phổ biến, và người ta nhận thấy rằng khi bệnh nhân chỉ so với bệnh nhân chỉ sử dụng 1 tới 2 bình hít Saba trong một năm, thì những bệnh nhân mà sử dụng 3 tới 5 bình hít trong một năm thì cái nguy cơ mà bị đợt cấp nặng, tức phải sử dụng corticoid uống từ 3 ngày trở lên hay là cấp cứu nhập viện là nó tăng lên 40%. Còn nếu mà sử dụng 6 tới 9 bình hít trong một năm là tăng lên 52%, và 10 cho tới 12 bình hít trong một năm là tăng lên 78%, và đặc biệt trên 13 bình hít là tăng lên 92%. Nhưng mà thì bệnh nhân mà càng sử dụng nhiều bình hít Saba thì nguy cơ họ bị cái đợt cấp trong năm vừa qua là thấy là nó tăng lên rất là nhiều. Như vậy trong tương lai cũng sẽ tăng lên rất là nhiều, cho nên phải bằng cách nào đó có tìm hiểu lý do tại sao bệnh nhân sử dụng Saba nhiều như thế để có cái can thiệp làm giảm nguy cơ đợt cấp. Và cũng tương tự như vậy, nếu mà họ sử dụng nhiều bình hít thì khả năng họ có hen đạt kiểm soát một phần hay là hoàn toàn nó sẽ thấp hơn bệnh nhân sử dụng 1 tới 2 bình hít trong một năm. Tức là mình thấy là nếu sử dụng 3 tới 5 bình hít thì chỉ có khả năng mà hen đạt kiểm soát một phần hay là hoàn toàn của họ là bằng 0,64% so với cái nhóm mà sử dụng 1 tới 2 bình hít mà thôi. Như vậy thì càng sử dụng nhiều bình hít Saba thì nguy cơ bị đợt cấp nó, hay là cái nguy cơ mà hen được kiểm soát hay là kiểm soát hoàn toàn hay một phần, nó sẽ thấp hơn bệnh nhân mà sử dụng ít bình hít. Và một cái vấn đề khác là đối với cái hen nhẹ là giờ chúng ta đang tìm hiểu là cái liệu pháp nào nó hiệu quả cho bệnh nhân, bởi vì ta có tình trạng là bệnh nhân hen nhẹ thường là bệnh nhân bỏ trị, bệnh nhân không có tuân thủ điều trị, thì cái cách hành xử của bệnh nhân là bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc khi lên cơn mà thôi. Thì người ta làm một cái nghiên cứu gộp sao có nhiều cái nghiên cứu cái sigma 1, sigma 2, rồi no star hay practical, rất là khoảng 6 nghiên cứu người ta coi lại, thì thấy rằng nếu mà bệnh nhân mà sử dụng cái ICS phối hợp với thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh nhưng mà kéo dài khi có triệu chứng so với cái nhóm mà sử dụng Saba khi mà có triệu chứng mà thôi, thì nó có hiệu quả hay không, thì thấy rằng là nếu mà chúng ta chỉ sử dụng trong trường hợp này thuốc giãn quản tác dụng kéo dài nhưng mà khởi phát nhanh, ví dụ như là phosphoterone phối hợp với ICS khi cần chẳng hạn, thì nó làm giảm cái đợt cấp phải sử dụng corticoid toàn thân khoảng 55% so với cái nhóm mà sử dụng Saba khi cần. Mình thấy là cái ORR là bằng 0,45, có nghĩa là nó giảm khoảng 55%. Và
cái mức độ kiểm soát hen dựa vào thang điểm ACQ cũng vậy, nó cũng sẽ thấp. Thang điểm này càng thấp thì khả năng kiểm soát hen càng tốt. Thì nếu mà dùng ICS phối hợp với pha ba trong trường hợp này là khi có triệu chứng thì nó cũng kiểm soát hen tốt hơn là chỉ sử dụng sa ba. Thì càng và chức năng HFE1 cũng cải thiện khoảng 64 ml so với cái nhóm chỉ sử dụng sa ba. Thì càng vậy thì thay vì chúng ta chỉ sử dụng sa ba cho chứng hen nhẹ thì chúng ta nên phối hợp cái sa ba hay là pha ba vào cái với ICS để sử dụng khi cần, thì nó sẽ cải thiện được tình trạng bị đợt cấp, rồi cải thiện được mức độ kiểm soát hen và cải thiện được cái chức năng hô hấp. Và khi mà so với cái bệnh nhân sử dụng cái ICS duy trì mỗi ngày và sa ba khi cần, thì đây là cái cách điều trị mà trước giờ Gina khuyến cáo là chúng ta nên sử dụng duy trì mỗi ngày và sa ba khi cần, nhưng mà thường là bệnh nhân không có tuân thủ tốt, họ chỉ sử dụng khi có triệu chứng thôi. Để thì so sánh giữa nhóm mà pha ba phối hợp với ICS khi cần so với ICS duy trì thì thấy rằng là cái chuyện mà dùng khi cần như thế nó vẫn giảm được cái đợt cấp khoảng 21% so với cái nhóm mà sử dụng ICS duy trì. Thì có thể do ICS duy trì họ không tuân thủ điều trị, cho nên là cái việc mà cải thiện đợt cấp nó sẽ không có tốt bằng. Nhưng mà cái nhóm mà sử dụng pha ba và ICS khi cần nó sẽ làm giảm được cái liều ICS sử dụng mỗi ngày khoảng 154 microgram perchlorometazone so với cái nhóm mà sử dụng ICS duy trì và sa ba khi cần. Như vậy thì điều trị mà ICS pha ba với ICS khi cần như thế thì nó sẽ giúp giảm được cái liều của corticoid mỗi ngày và nó giảm được cái đợt cấp. Thì đây là một cái tổng kết lại của những cái bác sĩ nổi tiếng mà về bệnh hen thì cũng đăng trên tạp chí hội hô hấp châu Âu. Họ nhận thấy rằng khi mà ở bệnh nhân hen nhẹ thì so sánh những cái phác đồ điều trị thì coi cái phác đồ nào nó sẽ đạt được cái mục tiêu điều trị nó tốt nhất. Ví dụ ở đây mình thấy cái màu xanh đây là sa ba khi cần, thì nó chỉ giảm được cái một cái kết cục là giảm được cái tổng liều của corticoid hit mà thôi. Còn những cái kết cục khác với cải thiện chức năng hô hấp hầu như không đáng kể, hoặc là cải thiện kiểm soát triệu chứng thì có một chút ít và nó không cải thiện vì việc giảm viêm ở đường dẫn khí hay giảm đợt cấp do hen nặng hay là giảm tổng liều của corticoid uống, bởi vì bệnh nhân bị đợt cấp họ phải uống corticoid. Thì như vậy thì cái chuyện mà dùng sa ba khi cần là nó không đạt được mục tiêu điều trị. Nhưng mà cái việc mà sử dụng ICS duy trì và sa ba khi cần là cái màu cam như thế này, thì chúng ta sẽ thấy là nó có thể nó sẽ cải thiện được chức năng hô hấp một ít. Nó mấy anh chị sẽ thấy là nó cái chuyện mà cái bóng này nó càng ra ngoài cái vòng lớn là nó cải thiện càng nhiều. Thì ICS duy trì nó cải thiện được chức năng hô hấp một ít, rồi cải thiện kiểm soát triệu chứng, thì nó kháng viêm, giảm viêm đường dẫn khí là tốt nhất, và nó có thể giảm đợt cấp nặng và có giảm tổng liều corticoid uống, bởi vì nó giảm được cái đợt cấp. Nhưng mà cái liệu pháp mà ICS formoterol khi cần thì rõ ràng là nó có vẻ nó sẽ hiệu quả nhất trong số những cái mục tiêu điều trị, tức là nó cải thiện triệu chứng hô hấp thì nó thua kém ICS duy trì, hoặc là cả mức độ kiểm soát hen thì thua kém hơn một ít, hoặc là giảm viêm thua kém một ít. Nhưng mà nó giảm cái đợt cấp nặng do hen tốt hơn là ICS duy trì và giảm được cái tổng liều của corticoid uống, bởi vì nó giảm được cái đợt cấp thì giảm tổng liều corticoid uống, và đặc biệt nữa là nó cũng giảm được cái tổng liều của ICS hit. Như vậy thì từ đó Gina mới đưa ra cái khuyến cáo 2021 nó có thay đổi so với 2020, là thay vì chúng ta sẽ điều trị hen họ cho là liệu pháp ưu tiên hay là liệu pháp thay thế, thì họ chia thành hai hai con đường, tức là lựa chọn một là lựa chọn ưu tiên, bởi vì họ thấy rằng cái phác đồ điều trị mà dùng cái cắt cơn á, bằng cách là ICS formoterol khi cần thì nó sẽ hiệu quả hơn trong việc làm giảm cái đợt cấp, cho nên họ chia ra đây là cái lựa chọn ưu tiên, và điều trị bậc 1, bậc 2 họ gom thành một, chỉ sử dụng ICS formoterol khi cần mà thôi, còn bậc 3 thì sẽ là ICS
liều thấp và phoc môtirone duy trì, bậc 4 là acid liều trung bình phoc môtirone duy trì, được xem như là giống như là liệu pháp mạc, tức là ngừa cơn và cắt cơn trong một mình hít. Và bậc 5 bắt đầu mình sẽ thêm cái lama vào, tức là kháng thực thể muscarinic, hoặc là xem xét các kháng thể đơn dòng. Như vậy Gina nhận thấy rằng đây là cái phác đồ mà ưu tiên để giảm được cái đợt cấp và phù hợp với cách hành xử của bệnh nhân. Nhưng mà ở những nước có khi không có sẵn cái acid phocmoterol, hoặc là cái này không được cấp phép sử dụng trong khi bệnh nhân lên cơn chẳng hạn, thì Gina vẫn đưa cái một cái lựa chọn thứ hai, được gọi là lựa chọn thay thế cho những bệnh nhân mà không có sẵn những thuốc đó. Thì giống như những cái phiên bản cũ thì mà bậc một phải khuyến cáo là chúng ta có thể sử dụng acid khi cần. Và phải phối hợp với SABA, nhưng mà khả năng mà bệnh nhân tuân thủ sẽ rất thấp, bệnh nhân có thể chuyển sang dùng SABA thì nó lại quay lại giống như những cái phiên bản trước. Còn cái bậc 2 thì họ sẽ dùng liều thấp ICS duy trì và SABA khi cần, và bậc 3 thì liều thấp ICS LABA duy trì và SABA khi cần, thì giống như những cái phiên bản trước. Như vậy thì SINA 2021 họ cho phép chúng ta có hai cái lựa chọn. Tùy theo đặc điểm của bệnh nhân, nếu bệnh nhân không tuân thủ tốt và chúng ta có sẵn acid phocmoterone thì sẽ đi lựa chọn một, còn nếu bệnh nhân mà tuân thủ tốt và không có sẵn thuốc đó thì chúng ta sẽ dùng acid duy trì và SABA khi cần, hoặc là cái liệu pháp dùng duy trì mỗi ngày và chúng ta sẽ cắt cơn khi cần, giống như những phiên bản trước đây. Thì còn đối với trẻ em từ 6 tới 11 tuổi thì chỉ có một cái lựa chọn, thì cũng cũng giống như cái lựa chọn thứ thứ hai cho người lớn, nhưng mà cái liều ICS thì nó sẽ thấp hơn so với người người lớn. Nhưng mà đối với bậc 3 và bậc 4 đó, thì China vẫn khuyến cáo là chúng ta có thể xem xét gọi liệu pháp mạc, tức là vừa ngừa cơn và cắt cơn trong một mình hít, bởi vì họ thấy rằng cái liệu pháp này nó sẽ giảm được cái đợt cấp cho bệnh nhân hen, bởi vì cung cấp được cái liều kháng viêm nó phù hợp, tức là nó đúng thời điểm, từ đó làm giảm được cái đợt cấp cho bệnh nhân. Thì đó là những cái thay đổi của Gina 2021. Và đặc biệt thay đổi rõ nhất đó là cho bệnh nhân hen nhẹ, tức là điều trị bậc 1, 2. Còn đối với bệnh nhân hen nặng, tức là thì nó chỉ có cái phiên bản 2020 do Hiệp hội Hô hấp Châu Âu phối hợp với Hội động lực Hoa Kỳ họ đưa ra cái khuyến cáo, thì chủ yếu là sử dụng cái thuốc kháng thể đơn dòng với là kháng interleukin 5 rồi mepolizumab, rexlizumab, penrazumab, hoặc là omalizumab đã có Việt Nam, nhưng mà những kháng thể đơn dòng khác thì chưa có. Nhưng mà thuốc này rất là tương đối, rất là đắt tiền, cho nên là rất là khó khăn. Chúng ta chỉ sử dụng cho những bệnh nhân hen nặng, tức là bệnh nhân đã được điều trị bậc 4, bậc 5 theo Gina mà hen vẫn không kiểm soát, thì lúc đó chúng ta mới xem xét sử dụng những cái loại kháng thể đơn dòng này. Nhưng mà rất đắt tiền, cho nên là khả năng tiếp cận của bệnh nhân hen chúng ta rất là ít. Thì có một cái là họ khuyến cáo là chúng ta sẽ điều trị cho hen nặng đang điều trị bậc 4, bậc 5 mà hen vẫn không kiểm soát, thì chúng ta sẽ có thể thêm tiotropium, tức là một cái loại lama. Thì đây là một cái khuyến cáo mà có bằng chứng là tương đối là rõ ràng, tức là trung bình. Thì những bệnh nhân mà chúng ta đang điều trị ICS liều trung bình tới liều cao phối hợp với LABA mà bệnh nhân vẫn không kiểm soát, thì chúng ta sẽ xem xét thêm cái tiotropium, nó sẽ làm giảm cái đợt cấp, là cải thiện triệu chứng và cải thiện chức năng hấp. Thì cái khuyến cáo này đưa ra 2020 thì bây giờ lại có những cái thông tin nó có những bằng chứng rõ ràng hơn. Thay vì chúng ta chỉ sử dụng tiotropium mà thôi, thì chúng ta có thể sử dụng những lama khác, ví dụ glycopyrrolidium hay là umeclidium. Bây giờ sẽ có những bằng chứng khác thì sẽ cung cấp cho các anh chị. Dù đây là một cái nghiên cứu họ xem xét thử là cho bệnh nhân mà hen trung bình tới nặng mà vẫn không được kiểm soát, thì chúng ta thay vì chúng ta sử dụng salmeterol fluticasone, tức là acid LABA phối hợp với tiotropium giống như khuyến cáo của ITS-DIS cho hen nặng, thì để kiểm soát triệu chứng hen, thì chúng ta sẽ thử so sánh với một cái phác đồ bộ ba gồm có acid LABA/LAMA trong trường hợp này, indacaterol, glycopyrrolidium và mometasone trong một bình hít. Ở bên này hai bình hít so với một bình hít, thì có thể là một bình hít này họ kết hợp lại cái giá thành nó sẽ rẻ hơn hai bình hít, thì họ thấy rằng cái việc mà cải thiện chất lượng cuộc sống giữa cái hai nhóm là nó không
có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê. Ở đây mình thấy là P nhỏ hơn 0,01 thì do ở đây là họ đặt ra cái giả thuyết là không có sự khác biệt, có ý nghĩa thống kê thì họ đạt được cái mục tiêu đó. Cho nên là thay vì chúng ta sử dụng hai tịnh hit lại sử dụng tiotropium phối hợp với acetlaba thì chúng ta có thể sử dụng một cái lama khác thì chúng ta vẫn kiểm soát được cái triệu chứng hen hay là cải thiện được chất lượng cuộc sống nó tương đương. Và họ thấy là nếu mà bệnh nhân mà sử dụng cái ICS mà ví dụ mometasone mà liều cao ở trong trường hợp phối hợp bộ ba này thì có vẻ là nó cải thiện chất lượng cuộc sống nó còn có thể tốt hơn là cái sử dụng acetlaba trong một bệnh hít phối hợp với tiotropium trong một bệnh hít khác. Vậy thì từ đây mở ra một cái khả năng là đối với những bệnh nhân hen bậc 4 đang điều trị bậc 4 bậc 5 mà vẫn không kiểm soát được triệu chứng hay là vẫn còn đợt cấp thì thay vì chúng ta sử dụng hai bệnh hít thì chúng ta phối hợp liệu pháp bộ ba trong một bệnh hít với cái giá thành mà tương đối hợp lý thì trong tương lai thì Việt Nam có thể sẽ có được cái chế phẩm này và bệnh nhân sẽ tiếp cận với cách điều trị phù hợp hơn, tức là cái chi phí thấp hơn nhưng mà được kiểm soát triệu chứng nó sẽ tốt hơn. Thì từ đó họ có một cái nghiên cứu gộp đăng trên tạp chí JAMA mới vừa công bố trong tháng 9 này là họ sẽ thấy rằng khi mà so sánh cái liệu pháp bộ ba cho bệnh nhân hen nặng hay là bệnh nhân sử dụng cái liệu pháp bộ ba acetlaba với lại acetlaba thì coi thử nó có hiệu quả như thế nào. Thì cái nghiên cứu này nó thực hiện ở gần 12.000 bệnh nhân từ 9 tuổi trở lên hoặc là người lớn. Thì họ thấy rằng là nếu mà chúng ta sử dụng liệu pháp bộ ba là acetlaba lama thì lama trong trường hợp nào có thể gộp cả ba loại lama chứ không còn là tiotropium nữa thì liệu pháp bộ ba nó giảm cái đợt cấp so với liệu pháp bộ đôi tức là acetlaba khoảng 15%, tức là mình thể thấy là cái ratio nó khoảng 0,85, tức là giảm được 15% nguy cơ bị đợt cấp. Và tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình theo dõi khoảng 1 năm thì liệu pháp bộ ba nó sẽ giảm nguy cơ xuất hiện đợt cấp khoảng 16% so với ai sẽ cộng với la ba. Nhưng mà thì trong tương lai chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà bệnh nhân bị hen trung bình tới nặng mà vẫn xuất hiện đợt cấp thì chúng ta có thể xem xét là thêm cái lama, bất kỳ cái lama nào vào trong cái ICS và với lại LABA. Và rõ ràng thì nếu mà thêm lama vào ICS LABA thì nó sẽ cải thiện được cái FOV1, tức FOV1 trong trường hợp này liệu pháp bộ ba nó sẽ cải thiện khoảng 80 ml so với cái ICS phối hợp với LABA, bởi vì đây là một cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Và mức độ kiểm soát hen thì họ đánh giá bởi nhiều cái thang điểm ví dụ ACQ hoặc là ACT nhưng mà rõ ràng là thấy là khi mà sử dụng cái liệu pháp bộ ba thì nó sẽ có mức độ kiểm soát hen, tức là giảm triệu chứng nó sẽ tốt hơn là ICS và với la ba đó. Thì đây là những thông tin cho thấy rằng là thêm bằng chứng là thấy nếu mà bệnh nhân đang điều trị ICS la ba mà bệnh nhân vẫn không được kiểm soát hay là vẫn xuất hiện đợt cấp hoặc là chức năng hấp xấu thì có thể xem xét thêm lama vào. Đó là cái điều trị mà sử dụng những thuốc chúng ta hiện có và những thuốc tương đối là rẻ tiền bệnh Việt Nam có thể tiếp cận được. Còn đối với những bệnh nhân hen nặng mà sử dụng cái kháng thể đơn dòng thì ở đây bác sĩ sẽ thấy những cái là cái cơ chế bệnh sinh của hen mà tăng bạch cầu toan thì nó liên quan tới interleukin 4, 13 và 5 và những cái nào mà mình thấy đóng khung đỏ là được đã có thuốc và được FDA công nhận. Còn những cái nào mà đóng khung màu xanh lá cây là đang được nghiên cứu thì những cái thuốc ví dụ như kháng IgE này mepolizumab thì ở Việt Nam omalizumab ở Việt Nam đã có nhưng mà nó tương đối đắt tiền thì chúng ta sẽ xem xét sử dụng cho những bệnh nhân mà có hen nặng rồi có yếu tố dị ứng hay là có FNO tăng rồi có IgE tăng thì chúng ta sẽ sử dụng hoặc là kháng interleukin 5 nhưng mà rất là đắt tiền. Thì bây giờ nó có một cái thuốc nó kháng ngay từ nó chặn ngay từ một cái hóa chất trung gian ngay từ đầu do tế bào biểu mô tiết ra gọi là kháng TSLP. Ở đây là cái thuốc tezepelumab mới được công bố năm 2021 trên tạp chí New England Journal of Medicine. Họ thấy rằng là trong số hơn 1.000 bệnh nhân thì một nửa cho dùng tezepelumab
mát và tiêm dưới da 4 tuần 1 lần so với cái nhóm dùng giả dược, thì thấy là cái nhóm mà sử dụng cái tezepelumab, tức là cái kháng thể mà kháng TSLP đó, thì nó sẽ cái đợt cấp trong 1 năm đó, nó còn 0,93 lần so với cái nhóm mà dùng giả dược là 2,10 lần, và nó giảm được cái đợt cấp chúng ta thấy là khoảng 63%. Thì kháng thể đơn dòng thì nó sẽ ít tác dụng phụ nhưng mà nó tương đối đắt tiền và nó sẽ giảm được cấp, giống như hiện tại mấy anh chị thấy là bệnh nhân bị COVID nhẹ mà dùng những cái kháng thể đơn dòng để ngăn sự xâm nhập của virus vào trong tế bào đó, thì nó cũng giảm được cái nguy cơ bị nhập viện khoảng 70 cho tới 80%, nhưng mà cái chi phí nó tương đối đắt tiền nên khả năng tiếp cận ở Việt Nam mình sẽ khó khăn. Thì trong tương lai cái này vẫn là những cái thuốc mà dành cho những nước giàu, cho nên là thì điều trị hen nặng ở Việt Nam mình chủ yếu mình sẽ sử dụng là acetlava, và nếu cần thì chúng ta sẽ thêm vào cái lama. Thì để kết luận lại trong cái bài tổng quan về hen trong 1 năm qua thì cho thấy rằng là đối với bệnh nhân mà bị nhiễm COVID thì hen có thể không phải là một cái yếu tố nguy cơ làm cho COVID trở nặng, và có khả năng bệnh nhân hen mà được điều trị đúng đắn thì nguy cơ nhập viện vì COVID nặng hay là nhập viện vì hen nó càng giảm xuống nữa. Và hiện tại thì chúng ta có thể sử dụng những cái công nghệ thông tin để chúng ta cải thiện cái việc tuân thủ điều trị cho bệnh nhân hen bằng cách phản hồi cho bệnh nhân hen về việc họ điều trị như thế nào để họ sẽ điều chỉnh cái hành xử của họ. Và nó có một thực trạng là bệnh nhân hen đang sử dụng quá mức Sapa, đặc biệt là sử dụng hơn 3 bình hít Sapa trong 1 năm sẽ làm nó liên quan tới cái kết cục xấu, tức là nguy cơ đợt cấp sẽ nhiều hơn và mức độ kiểm soát hen nó sẽ thấp xuống. Và đối với bệnh nhân hen nhẹ thì có rất là nhiều bằng chứng cho thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng ICS với lại một cái thuốc giải phế quản mà khởi phát nhanh khi cần, thì nó sẽ hiệu quả trong việc làm giảm cái đợt cấp rồi cải thiện cái mức độ kiểm soát hen và nó giảm được cái liều ICS và nó phù hợp với hành xử của bệnh nhân. Thì đây là một cái lựa chọn ưu tiên của SINA 2021. Đối với bệnh nhân mà hen mức độ trung bình tới nặng mà đã dùng ICS LABA mà vẫn không được kiểm soát hay là vẫn còn đợt cấp, thì chúng ta có thể xem xét thêm vào bất kỳ một cái chế phẩm lama nào, và đặc biệt là nên xem xét là sử dụng acetlaba lama trong một bình hít thì cũng sẽ làm giảm được cái đợt cấp hay là cải thiện được mức độ kiểm soát hen và cải thiện được cái chức năng hô hấp. Và hiện tại thì có rất là nhiều nghiên cứu về kháng thể đơn dòng và chứng tỏ rằng kháng thể đơn dòng nó giảm đợt cấp cho những bệnh nhân hen nặng sau khi chúng ta đã điều trị bởi acetlaba với liều trung bình và liều cao. Và kháng thể đơn dòng sẽ giúp cho bệnh nhân sẽ không phải sử dụng corticoid đường uống kéo dài. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi cho tới thời điểm này. Cảm ơn các anh chị.